Hello mọi người, chào mọi người đến với Tiền Toán Capital. Mình là Hoàng Thế Đức. Như mọi người biết là chiều nay Binance vừa thông báo cho mọi người một cái Lavash lần thứ 29, là dự án nó về là hút protocol. Đây là một câu chuyện mới, nó là dạng như quick to earn rồi stake to earn, rất là hay. Và đặc biệt con này chỉ có 25 triệu token được bán ở giai đoạn này. Nếu list ra X10 vốn hóa nó chỉ 25 triệu đô thôi, cực kỳ bé mọi người ha. Và mọi người hãy cùng tìm hiểu với Đức ở cái video này xem cái đồng này có đáng để đầu tư hay không, đáng để lướt sóng hay không trong cái thị trường nó đang ảm đạm. Thông báo mọi người một cái IEO Lavash lần thứ 29 đúng không ạ? Và để điểm qua một vòng thị trường mọi người ha. Hôm nay thì giá cả Bitcoin không có biến động nhiều, cũng tăng khoảng 5%. Nhưng mà tăng thì chiều hướng tích cực là đang có sóng hồi á mọi người, và 15.560 580 mấy nè. Ether thì gần 1.200 đô. Và tổng vốn hóa thì khối lượng giao dịch là 24 giờ là khoảng 65 tỷ đô. Vốn hóa Bitcoin là 38,4, tổng vốn hóa thị trường là 828 tỷ đô la Mỹ. Rồi chúng ta cùng điểm qua có gì đặc biệt không? Ở đây như mọi người thấy là cái dự án này là cái dự án thứ 2 mà Lavash năm 2022 của Binance. Cái dự án trước là nó list trên Mutual, là dự án là Step N và rơi vào thời điểm tháng 22, tháng 3. Và sau đó tiếp theo là dự án Lavash là Galaxy đúng không ạ? Một con về Web3 nè. Và cái con mới nhất đó, là con Hashflow là Lavash. Thì hôm rồi bị SS á, dù SS là ra luôn. Và con chúng ta là Hook, con Hook Protocol nè. Một con này nó một cái game mới, nó là quick to earn, nó cũng có thể là lead gen, lead gen. Nhưng mà Đức chia sẻ mọi người muốn lead gen thì dễ lắm, thì họ chỉ đẩy token tăng nhiều thôi, giống như GMT họ đẩy token tăng lên, mọi người biết tăng bao nhiêu, 400 lần thì với lại void thanh khoản cao thì mọi người sẽ đổ tiền vào rất là nhiều. Và chúng ta cùng tìm hiểu sơ dự án coi xem nó có cái gì không mọi người ha. Hook Protocol thì đây là cái dự án họ nói về. Thứ nhất là cái vòng seed là họ raise được ở list từ hai cái quỹ. Thứ nhất là cái quỹ Binance Lab và quỹ, một cái quỹ tên là, một cái quỹ này thì mình mọi người thấy quen mà. Quỹ này thì nó đã đầu tư vào dự án nào biết mà, vào dự án Step N, GMT và Boom rất là mạnh. Hai con này, hai cái đội này hôm trước họ cũng đã listing cái quỹ rất là mạnh. Và một điều Đức muốn chia sẻ mọi người là cái con này nó bán cái Lavash đó, nó chỉ bán có 25 triệu token thôi. Nếu mà nó gọi về 22,5 triệu đô, tương ứng là nó sẽ mở 100% 25 triệu token này, rất là ít mọi người nha. Mà token nó chưa có ra nhiều, chỉ có 25 triệu token lúc đầu thôi. Và Đức muốn chia sẻ mọi người thấy, nếu mà dự án này nó ít 13 lần thì cái cap của nó chỉ khoảng 65 triệu đô thôi. Nếu nó ít khoảng 25 lần thì cap có 100 triệu đô thôi. Nếu mà chúng ta xét trung bình cap 100 triệu đô thì nó chỉ ít 20 lần thôi. Thì các dự án trước đó mọi người để ý ha, những cái dự án mà nó bán Lavash trước cái token này nó rất là dễ đẩy. Và đặc biệt đây là mất kể một câu chuyện mới. Tại sao lúc đó mọi người là người ta thích làm dự án mới? Tại vì dự án mới là họ kể câu chuyện mới và token ngoài thị trường ít họ dễ đẩy. Tại vì câu chuyện mọi người thấy không ạ? Ở đây là nó bán 2,5 triệu, 25 triệu token đúng không ạ? Thì họ chỉ bơm ra khoảng 100 triệu đô là họ hơi đẩy cái này tung nóc rồi. Chấp cho những người ban đầu họ bán họ ăn thôi mà đẩy tung nóc luôn. Và khi đẩy vậy thì nhiều người đổ xô vào thì họ sẽ lấy lại số tiền nhiều hơn. Tuy họ bỏ 100 triệu nhưng mà họ có thể thu về nó khoảng 200-300 triệu, là nó một cái best deal rất là tốt rồi. Trong kinh doanh là một best deal rất là tốt mọi người ha. Và đây thì để điểm qua một vòng của dự án này có cái gì đặc biệt. Nó chỉ có hai quỹ này listing đúng không ạ? Và một điều đặc biệt là dự án này nó sẽ có hai token mọi người ha. Hai token, một token quản trị là nó tên là Hook, một token là lạm phát nữa. Mọi người có thể đọc hai cái bài viết chi tiết ở đây, bài viết chi tiết tại web Tiền Thuật Toán, hoặc là mọi người muốn coi cái chi tiết tại Binance đó, thì mọi người có thể vào web Binance cũng được. Như ở đây thì Đức sẽ thông báo cho mọi người cái lễ lệ chơi một xíu ha. Như đây là Binance họ sẽ chụp hình, Binance sẽ ghi lại số dư BNB của người dùng ngày thứ bảy nè, ngày 24 tháng 11, lúc giờ 24:00 giờ UTC ha. Và đến cái thời điểm là ngày 1 tháng 12 2012, số nắm BNB là trung bình rồi mọi người sẽ xuống phía dưới này, nó là dòng chuẩn bị đăng ký
Và đây là một vài cái thông tin họ sẽ chụp, mọi người đợi lại, mọi người sẽ hold NB trong cái thời gian họ quy định và mọi người sẽ được nhận trúng thưởng cái đồng này ha. Nó khi mà làm cái khi mà thông báo sự kiện này làm BNB tăng một đoạn luôn. Rồi nó sẽ điểm danh một vài cái khác biệt của dự án này thì mình sẽ vào đây tìm hiểu ha. Team mình có viết một bài ở đây mọi người có thể đọc ở đây. Nó đi một concept khá là mới là quick to earn đó mọi người. Mọi người vào quá trình thuật toán nha. Dự án này là dự án lao bát thứ 29. Cả lao bát và lao bùn thì nó tới thứ 31 rồi. Cả lao bát và lao bùn thì nó rơi vô 32 dự án rồi ha. Trong cái đó là 32 dự án rồi. Ở đây mình sẽ cùng với mọi người tìm hiểu sơ với dự án. Thì dự án này nó làm về mảng web 3. Nhưng mà biết là web 3 nó là tương lai rồi đó. Nhưng mà ở đây trong cái này nó có hai cái phần khá là thú vị muốn nói với mọi người á. Là quick to earn là mọi người có thể tham gia trải nghiệm web 3, trả lời câu hỏi và thể nhận được token này. Token lạm phát trả ra thì có nguồn cung không giới hạn. Và trò chơi khai thác nó gồm là group of work T nè, group of work cộng với thời gian. Nói chung đây là nó sẽ kể mọi người một câu chuyện mới, nó sẽ thổi luồng gió mới được. Và cái này nó có thành trend hay không mình không chắc nha. Nhưng chỉ cần team Biden họ bơm ra 100 triệu đô, họ đẩy 100 triệu đô đối với một sàn giao dịch rất là bé, họ đẩy con token này đó. Chỉ cần giá listing con này rơi vô khoảng 1 đô tức là x10 đúng không ạ? 1 đô là x10, nó chỉ cần khoảng rơi vô khoảng 10 đô thôi là dự án. Khoảng 5 đô thôi, nó chỉ cần rơi khoảng 5 đô mà vô giao dịch cao thì nó sẽ đẩy một trend mới là group of work and time. Nhưng mà để ý ha, mọi người để ý thì chỉ cần vậy. Và đây nó có một chương trình giới thiệu referral rất là hay, referral luôn. Và mọi người có thể trải nghiệm cái app của nó luôn bằng cách là mọi người vào đây nè. Mọi người vào có thể vào cái WinCard này để mình coi cái trò chơi nó luôn ha. Đây có mọi thứ mình có thể trải nghiệm về nó. Đây có referral nè. Rồi có thể chúng ta có thể tải này trên Google Play. Mọi người có thể tìm hiểu chi tiết trong đây. Nó gồm download nè, Stack and Swap nè, referral nè, group of work binding game nè, trả lời câu hỏi kiếm phần thưởng nè. Nhưng những cái phần thưởng chúng ta kiếm được là cái token lạm phát nha, không phải là token quản trị đâu. Cái token nó sẽ là token này nè. Mình sẽ nói về token Nomix một xíu ha. Chúng ta cùng nhau kiếm tiền, chúng ta quan tâm cái này thôi. Nó có hai token là token HUT móc câu và token là HGT được thưởng hệ sinh thái. Và cái token HUT này được quản trị nè, giống như token GMT á. Và token này, token HUT thì có token nó là 500 triệu. Nó là 500 triệu token là massive. Nhưng mà nó bán ban đầu tiên thì chỉ rất là ít thôi, nguồn cung ngoài trường rất là ít mọi người nha. Khả năng là rất là dễ đẩy, những dự án này rất là dễ đẩy. Hôm rồi con hát lâu không đẩy mạnh. Tại vì con hát lâu nó chính là con lao pool. Lao pool, nhưng mà con lao pool này là chưa listing lần nào. Nên thực ra cái lao pool nó sẽ tựa tựa như lao bát. Tại vì sao hôm rồi giá nó rất sâu vậy, rớt chính là lý do cái hiệu FTX á và các cái kia liên tục. Chứ không thực sự con đó không thể rớt sâu như vậy đâu. Nó chỉ tầm 0.8-0.7 đô là rất là đẹp luôn. Mọi người mua rất là đẹp luôn. Tại vì sự kiện nó đến chúng ta không lường trước được thì chúng ta đu đỉnh tạm thời. Nhưng mà mọi người quản trị vốn thì đó chỉ là 5-10% hoặc là 2-3% mọi người. Thì nó không vấn đề gì hết á. Nó cũng sẽ hồi lại, chúng ta vẫn có cơ hội kiếm lợi nhuận ha. Và cái quỹ này thì có hai cái dự án này có hai quỹ đầu tư, hai quỹ listing rất là mạnh thôi. Thì mọi người để ý nha, nếu mọi người đang giữ BNB, ở đây mình nói những người đang giữ BNB, anh chị có thể tham gia kèo này. Còn anh chị mua BNB chơi kèo này mình nghĩ sẽ không có khả năng kiếm tiền đâu, khó lắm. Nếu anh chị không có thì anh chị để ngoài lướt, mua những cái con này lướt, theo mình lướt đúng không ạ? Thì mọi người canh vô bên này đi xíu đấy ha, canh vô cái lướt rồi mọi người hãy nhìn vô cái này xíu ha. Mọi người phải hiểu một vấn đề ở đây á là token ngoài thị trường nó rất là ít, rất là ít ha. Ở đây là mình sẽ vô con hút đúng không, hút rồi toko. Token nó chỉ có 25 triệu token thôi. Mọi người kéo xuống cái phần này nè. Đây mọi người nhìn phần này ha. Muốn ta kiếm tiền chúng ta hay quan tâm giá 0.1. Nếu mà listing nó khoảng 1 đô
Tức là cáp con này 25 triệu đô thì mình nghĩ rất là dễ thôi. Những dự án kiểu này mà listing là 1 đô là chuyện bình thường ha. Nhưng mà chúng ta lướt nhanh thôi, con này không có đánh hold được đâu. Lướt nhanh xem tình hình như thế nào, nếu mà nó ra cái game kia mà đông người vào chơi, nhiều người đổ tiền vào thì có thể chúng ta nó sẽ là đẩy một cái trend mới là quit to earn, là kiểu như thế. Và ở đây mọi người coi nè, nếu mà nó về ít năm thì cáp con này có 25 triệu đô thôi, rất bé tẹo mọi người ha. Token nó ít lắm, nên khả năng là x10 là chuyện bình thường. Lít sàn lúc lít tin mình dự đoán là x10 đến x15. Con này mình dự đoán lúc lít sàn là x10 đến x15, mà chúng ta canh cái khoảng đó chúng ta lướt, năm biên độ nó sẽ dao động khoảng 50% á. 50% chúng ta kiếm rất là nhiều tiền, mọi người đừng có khinh thường nha. Rồi, x10 đến x15 mình cho mọi người, x15 là cáp con này dưới 100 triệu đô. Nó sẽ dao động từ x10 đến x15, chúng ta lướt ở trong cái khung đó thì chúng ta có cơ hội kiếm lợi nhuận không ha, và chúng ta phải quan sát thị trường. Tại vì thị trường nó biến động rất là nhanh, chúng ta phải linh động. Thấy có tiến chuyển hay thì chúng ta sẽ linh động nó nhanh hơn. Tại vì chúng ta là những người có tiền ít, mình vào mình lướt mình thoát rất là nhanh, rất là dễ thôi. Các quỹ họ vào lớn thì rất là khó để thoát ha. Và hy vọng là mọi người có thể kiếm tiền được ở kèo này. Và nếu mọi người nhận giá trị video thì mọi người hãy like, subscribe cho kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển trong tương lai. Cũng như anh chị là người mới, nếu anh chị cần hỗ trợ của team có thể tìm thấy những cái đường link dưới mô tả video. Rồi, Đức chúc mọi người một buổi tối thật là tuyệt vời.